Ừ, con này 3 tháng hả? Dạ, 3 tháng nó bự hơn 2 tháng. Ủa, 2 tháng nó lên màu gì đã hả? Xanh lè, xanh lét. Con này màu đỏ. Má gì là có bầu xanh. Vui quá trời. Sim xanh. Con sim xanh của anh Tuấn bán. Ủa, mấy keo, nhỏ bên đây hả? Nãy giờ em tưởng là cá bự không, bữa nay không có keo nhỏ chứ. Còn chia ra hai keo hả? Chia hai keo. Keo bự vậy là nhiêu, keo nhỏ vậy nhiêu tiền? 5 ngàn có, 20 ngàn có, 7 ngàn có, con đó 7 ngàn. Con này 7 ngàn hả? 7 ngàn. Bự nhỏ là giá khác nhau hả? Khác nhau. Mấy con này anh cho ăn nước ăn luôn hả? Dạ, nước ăn luôn anh. Này chừng nuôi chừng mấy tháng, cỡ vậy là mấy tháng đâu? 2 tháng. 2 tháng? Dạ. 2 tháng là cỡ nhỏ vậy? Trên 2 tháng chắc nó bự dữ nữa. Con này 3 tháng nè, đu cục nè. Con nào 3 tháng? Dạ. Ờ, con này 3 tháng hả? Dạ, bự. 3 tháng nó bự hơn 2 tháng hả? Dạ. Cá 3 tháng nè. Còn cá này cá 2 tháng hả? Con bự con nhỏ hả? Bự nhỏ. Đúng là tiền nào của nấy hả? 3 tháng nó lên màu đậm hơn. Đậm hơn, bự hơn. Đẹp hơn, bự hơn. Còn cá 2 tháng nó nhỏ. Ủa, 2 tháng là lên màu gì đã hả? Màu. Nó còn trung bày tóc hồi nhỏ, hồi nhỏ em cũng phải nuôi lắm. Dạ. Nuôi cái đầu sáng mình bắt cái trùng chỉ rồi với cứ hồi xưa em chuyên môn em bắt mũi đường cho nó ăn. Dạ. Em thì nói chung bắt trùng chỉ với mấy ầm 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 ấy. Gì hả? Để cho nó ăn vậy mình để nguyên. Trùng chỉ đó mình nuôi hay mình bắt ở đâu? Với cái chỗ dũng nước đồ đó nước mưa ầm ầm á. Nước mưa đồ hả? Cái mình đào lên. À. Cái mấy cái trùng dài dài chắc cũng cút để vô nó ăn. Cái này thì chúng ta bị rung. Con này đẹp quá, con này to, xe to nè. Này thì muốn bệnh sáng giờ bị chóng mặt. Dạ. Nằm không? Xanh. Xanh lè, xanh lét. Con này màu đỏ. Chiều nay anh đi bán trường nào nữa? Không, như đây luôn. Tới 2 giờ. 2 giờ không về luôn hả? Dạ, 2 giờ. Không đi bán trường khác nữa? Không. Bán chỗ đứa nó quen. Bán chỗ quen trường hả? Bán địa điểm nào? Địa điểm đó hả? Dạ. Chứ không đi hoài nữa. Nhưng mà trường nào được thì mình bán đó. Dạ, được. Trường đó nhiều. Dạ. Mấy con cá mái này nó có bầu sẵn chưa? Có bầu chưa? Quá trời. Mái gì là có bầu sẵn. Có. Con này cũng có bồn, con này cá hạt lựu. Hạt lựu. Ừ. À. Bầu. Mấy con màu trắng kìa. Trắng hạt chân châu. Chân châu. Vô quá trời. Nó màu trắng. Trắng có bầu. Chân châu. Ba là 30.000 con. Này 10.000. Ơi, giờ là học sinh tan học hết trơn rồi, anh Tuấn anh ngồi mình buồn hiu. À, tới 1 giờ, tầm 1 giờ học sinh đi học anh Tuấn mới bán lại. Dạ. Tầm 1 giờ. Dạ, bà giấy số bà lại kìa, không bà kiếm. Vàng, anh Vàng. Và anh Tuấn còn có cơ tên gọi thân mật là anh Vàng nha mọi người. Anh Vàng. Dạ. Anh Vàng. Ủa, keo này còn dính mũ sao không tháo ra luôn anh? Không được, cứ ngắt à. Được mà, lấy kéo á. Dạ, quên. Cái dao anh gọc ra được mà. Dạ. Mời về gọc à. Có cái gì bén bén lưỡi lam vậy anh gọc cũng ra được. Đó. Chứ anh để vậy đâu có thấy cá đâu. Dạ. Tháo ra là thấy rõ hơn. Xé ra luôn hả? Xé ra luôn. Đó. Tháo ra nhìn rõ. Rõ ăn cá hơn còn cái này nữa. Ờ, lần clip đăng nhóc cho tích thì cái tự nhiên mất cho tích. Cái đó bị bản quyền. Mấy đứa coi, mấy đứa biết.
Mày hả? Mày. Mày xem cá. Fan của cá hả? Rồi anh người Phú. Đi bán xa xa của mình nói. Xe mới. Kênh mình lên đứa phái. Còn. À. Trời mấy con này quá trời là ba đuôi luôn. Cá chép, ủa này cá chép còn có một con nhất hả? Bán hết rồi còn có con. Mấy con cá chép nó mạnh, kiểu dù dù luôn á. Ba đuôi. Cá chép nó mạnh. Nay còn ba đuôi không. Chép nó mạnh. Có đem cái võng nằm không? Sao không dẫn cái võng nằm? Quên đem võng rồi anh ơi. Đem theo cái võng nằm chưa nè, tới giờ đi học khỏe. Hả, em thấy anh có võng anh đang văng chỗ này luôn hả? Dạ. Nay bà bảy không có bán trong đây. Bảy nay bán trong đường đảng á. À. Bà bán ngoài vui. Dạ. Nào trong đường đảng không có học nữa mà ra đây. Dạ. Ở đây bán không bằng chồng. Thức ăn của ông Nam ông làm bịch ngàn. Bịch ngàn mà ông hàng nhỏ hơn. Dạ. Này bịch ngàn. 2 ngàn. Một giờ lại vô đó nha. Nhớ canh nha. Ôi trời ơi, nó cắn á anh. Anh cầm ngoài sao á. Vậy hả, nó mạnh quá mà. Kìa, có học sinh lại mua kìa. Phanh ruột quá. Ba ngàn con. Cho nó suy ngẫm thời gian lựa chọn. 3 ngàn, 2 ngàn. Tây yêu cá luôn. Đó. Này lựa đấy. Cho lựa tự do lựa luôn mà. Lựa con nào cũng được. Thích làm sao lựa vậy. 3 ngàn đó. Lựa con 1 cam đó. Bắt đi rồi tới lựa. Cam hay vàng? Hả? Cam. Không lấy này quá không? Đây nè. Đây này lấy kia không? Thôi. Rồi. Bắt con đó gà hả? Hai con mấy con là đỏ hả? Ủa cái đỏ là cái gì? Cái đỏ là con cá hạt lựu. Hạt lựu. Mẹ nói em cá quy ngương. Quy ngương là con vàng. Con này con cá hạt lựu. Cá đó cá hòa lan đẹp lắm. Hòa lan. 3 con hả? 4 con đi 10 ngàn luôn. 4 con 10 ngàn. 3 con 9 ngàn, 4 con 10 ngàn. 4 con 10 ngàn. Nó thích cá đỏ. Đỏ con đỏ đó. Nè đó nè. Nó. Thích con đỏ. Con đỏ. Thích cá đỏ hả? 10 ngàn. Mấy con giận luôn đây. Thấy không? Ừ.